Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Và trong video clip ngày hôm nay thì em cũng muốn đi giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ ạ. Và em cũng chân thành cảm ơn các bác những clip vừa qua đã ủng hộ cơ sở đồ gỗ Bảo Đại em rất là nhiều ạ. Và sản phẩm đầu tiên mà hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác ạ, đó là một chiếc sập niên chi ạ. Với chiếc sập niên chi có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật ạ. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc sập ạ. Với tổng chiều dài này em đo là 200cm. Và chiều sâu ạ, em đo là 160cm ạ. Kích thước là 1m6 x 2m nha các bác. Em đến gần em quay chi tiết cho các bác với chiếc sập niên chi có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật và được thảm ốc Singapore 7 màu đỏ lửa vàng chanh ạ. Đem quay phần yếm bệ. Phần chính giữa của yếm bệ đây là được thảm cảnh sen vịt sen cỏ, được cắt tỉa và sen nọng ạ, cực kỳ là cầu kỳ và thủ công ạ. Chất gỗ rất là liền nạc và dày nha các bác, chất gỗ rất là dày luôn ạ. Những đường nét cắt tỉa, sen nọng, cực kỳ là cầu kỳ và thủ công rồi ạ. Với phần chân ở đây em đo khoảng 18cm, cực kỳ là dày dặn và chắc chắn ạ. Dưới chân là có 4 con rùa với 4 trụ chân ạ. 4 con rùa đều được khảm nha các bác. Khi mình kê lên ạ, nhìn nâng lên cái vẻ đẹp của chiếc sập niên chi ạ. Được chưa? Những đường nét cắt tỉa sen nọng ạ. Thảm ốc Singapore 7 màu đỏ lửa vàng chanh ạ. Ở phối màu rất là đẹp luôn. Cũng có 4 trụ chân ạ, chân dày 18cm, cực kỳ là dày dặn rồi ạ. Em quay bên hông nha. Em quay sang đến bên hông ạ, với chiếc sập niên chi này hàng khảm 3 mặt ạ. Đây là bên hông nha các bác, với bên hông em quay em đến gần ạ, em quay chi tiết cho các bác ạ. Với bệ ở đây cực kỳ là dày dặn. Bên đây là khảm ạ, những cành hoa, những bông hoa. Một cảnh chim hoa nha các bác. Những đường nét cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét ạ. Với chất gỗ thì không có điểm chê ạ. Hàng em bao đẹp cho các bác, rất là dày dặn, hàng liền nạc, ngành nặng ạ. Và đến chính của chiếc mặt sập niên chi và chính giữa đây một vòng tròn được khảm cảnh ạ, tùng hạt bách điểu ạ. Được xem, khảm ốc Singapore 7 màu, đỏ lửa vàng chanh, kết hợp ạ. Cắt tỉa sen nọng cực kỳ là cầu kỳ và thủ công ạ. Với chiếc sập mà mặt ná đôi nha các bác, hàng rất là giá trị luôn ạ. Ở đây ở 4 góc là những giỏ hoa. Em xem những đường nét ạ, được cắt tỉa. Rất là chi tiết và sắc nét, những hình con giống ạ. Đây ạ, có xem những hình con giống được cắt tỉa, nhìn rất là có hồn ạ. Đây, chúng ta xem những đường oval nè, những đường nét cắt tỉa là chạy kín mặt sập niên, sập luôn ạ. Đây, các bạn xem, bên trong đây là thảm cảnh tùng hạt bách điểu, những đường nét cắt tỉa và sen nọng rất là cầu kỳ và thủ công. Và liền ngoài những đường oval, những đường dây neo liên chi được thảm ạ. Chạy quanh vòng tròn chính giữa mặt sập luôn ạ. Chất gỗ rất là đẹp nha các bác, vân gỗ rất là đẹp và mặt sập ạ, sập ná đôi rất là giá trị rồi ạ. Và là đến điểm ngoài đây được khảm cảnh tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai ạ, ý nghĩa của bốn mùa xuân hạ thu đông cũng được khảm ạ. Và chạy quanh chính mặt diện của sập luôn. Này các bác xem những dạ, với chiếc sập niên chi này, em cũng xin báo giá và giao lưu với tất cả các bác ạ. Giá là 80 triệu, này em bao miễn phí ship và đắp lát tại nhà cho tất cả các bác ạ. Và tiếp theo bên đây này em có một chiếc tủ niên chi ạ. Với chiếc tủ niên chi có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Và em cũng xin đo thông số. Với chiếc tủ niên chi này có tổng chiều dài là 184cm. Chiều cao em đo là 73cm. Sâu là 50cm ạ. Em đến gần em quay chi tiết cho các bác. Với
Chiếc tủ nên chi ạ, có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật và được khảm ốc Singapore, cực kỳ là đẹp bạn. Em quay cho các bác là về phần đôi cánh ạ. Với đôi cánh này khảm cánh tích ạ. Tích Văn Vương nha các bác. Các xem những đường nét cắt tỉa rất là có hồn ạ. Hàng cắt tỉa sen nóng rất là cầu kỳ và thủ công. Ở ngoài đây là những đường dây neo nguyên chi ạ, được khảm ạ. Chạy vòng tròn quanh cánh tủ luôn ạ. Và đến lưới điểm ngoài đây ạ. Những đường dây neo nguyên chi, những đường nét, những đường oval được khảm ạ. Kín mặt tủ luôn ạ. Và tiếp theo là đây xuống dưới bệ ạ. Em quay đến phần bệ. Dưới đây là đục chạm và trên đây được khảm cảnh ạ. Đây xem, những cây sen, những bông sen. Bên hai bên được khảm cảnh sen vịt ạ, sen cỏ. Chính giữa đây là được khảm cảnh. Đây xem, hàng được cắt tỉa sen nọng cực kỳ là cầu kỳ và thủ công luôn ạ. Chất gỗ thì không có điểm chê. Với chiếc tủ nhiên chi này em bao đẹp cho các bác luôn ạ. Với chất gỗ rất là dày dặn và nhìn nạc ạ. Ở đây thì em quay sang đôi cánh thứ hai đây ạ. Cái đôi cánh với chiếc tủ nhiên chi à, tích là Văn Vương nha các bác. Đây ạ, coi xem. Những đường nét cắt tỉa và sen nọng ạ. Rất là cầu kỳ và thủ công ạ. Các bác xem video mà chưa kỹ và nghe chưa rõ cũng có thể kết bạn với em qua số điện thoại 0944058115 ạ. Để em có thể gánh chi tiết hơn cho tất cả các bác ạ. Về bộ sập tủ niên chi này ạ. Và đây ạ, với chính giữa đây ả, với phần nhỏ được khảm cảnh sóc nho nha các bác. Những đường nét cắt tỉa ạ. Rất là tơ tóc và sắc nét ạ. Đây với dính chính giữa tủ đây các bác xem, bên trong này các bác có thể sử dụng trưng bày ạ, đồ sứ đồ tượng, có thể trưng bày liệu theo sở thích của tất cả các bác ạ. Dạ với sang đến bên hông ạ, với chiếc tủ niên chi này là hàng khảm ạ, ba mặt ạ và hai bên hông được khảm như nhau ạ các bác. Và đây là bên hông, em quay bên hông cho các bác. Với chất gỗ ạ, cực kỳ là niềm nạc luôn ạ. Ốc Singapore, những đường nét ạ, cắt tỉa cực kỳ là chi tiết và sắc nét rồi ạ. Với phần trụ chân ở đây em đo vào khoảng 9 cm thì cực kỳ là dày dặn rồi ạ. Rất là dày dặn và chắc chắn. Tất cả những phần chân đều được khảm nha các bác. Và với chiếc sập, với chiếc tủ niên chi này em cũng xin báo giá và giao lưu với tất cả các bác ạ. Giá là 45 triệu, em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo ạ, nên trên đây là em có một bức tranh mã đáo thành công. Với bức tranh mã đáo thành công này có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật, và đầu tiên này em cũng đo thông số cho các bác nắm về kích thước ạ. Với bức tranh mã đáo thành công này có tổng chiều dài là 217 cm, cao là 97 cm ạ. Em đến gần và em quay chi tiết cho các bác ạ. Với bức tranh mã đáo thành công có chất liệu là gỗ vụ và được đục chạm nổi nha các bác. Đó, xem với bức tranh mã đáo thành công này, siêu phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Những đường nét cũng xem đục chạm rất là cầu kỳ và thủ công ạ. Với những con ngựa được đục chạm và phối màu ạ, nhìn rất là có hồn luôn ạ. Với nòng ván bên trong đây là nòng ván liền, chất gỗ cực kỳ là dày dặn. Với bức tranh mã đáo thành công này, hàng em bao đẹp cho các bác ạ. Với chất gỗ đến được những đường nét ạ, đục chạm rất là chi tiết và sắc nét. Và tiếp theo là la đến ngoài khung ạ. Với ngoài khung là được khảm ốc sa cừ ạ, ốc bảy màu phối màu rất là đẹp. Mình xem những đường oval và những đường nét ạ, cắt tỉa được chạy kín mặt khung luôn nha các bác. Bức tranh mã đáo thành công này ạ, các bác xem nhìn và tổng thể nhìn cực kỳ là có hồn ạ. Và
Em cũng xin báo giá và giao lưu với tất cả các bác ạ, với bức tranh mã đáo thành công giá là 21 triệu này, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi ạ. Và tiếp theo là sang bên đây là em có một đôi câu đối ạ. Với đôi câu đối được khảm cảnh chim hoa này, có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Đầu tiên là em cũng đo thông số cho các bác nắm về kích thước ạ. Với đôi câu đối này có tổng chiều cao là 260 cm, chiều ngang là 27,5 cm ạ. Và giày là 3 cm nha các bác. Em đến gần để em quay chi tiết hơn cho các bác ạ. Với đôi câu đối được khảm cảnh chim hoa, có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật, và được khảm ốc Singapore 7 màu, đọc nửa vàng chanh, xanh thiên lý ạ. Đây các bác xem em quay chi tiết ạ. Ở dưới đây là được khảm mạ những bình hoa, những giỏ hoa, những đường nét ạ. Cắt tỉa rất là chi tiết và sắc nét ạ. Và nên trên đây ạ, có xem những đường nét con dấu và những đường nét cắt tỉa. Và sen nọng rất là cầu kỳ và thủ công ạ. Các xem những hình con dấu được cắt tỉa. Nhìn cực kỳ là có hồn rồi ạ. Với đôi câu đố này, hàng là gỗ là nguyên một tấm nha các bác. Rất là dày dặn luôn ạ. Vân gỗ và chất gỗ thì không có điểm chê. Với đôi câu đối khảm cảnh chim hoa này, em bao đẹp cho các bác ạ. Hàng không có tì vết gì luôn ạ. Và bây giờ em quay sang câu đối thứ hai để cho các bác có thể chiêm ngưỡng và ngắm kỹ hơn. Đôi câu đối khảm cảnh chim hoa. Đây xem ở dưới là được khảm những bình hoa, những đường nét thì cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét rồi ạ. Với kích thước với chiều dài của đôi câu đối là dài là 260 cm ạ, là 2m6, các bác có thể ướm với không gian ạ, với phòng khách của gia đình có thể là treo thì rất là VIP rồi ạ. Chất ốc rất là đẹp nha các bác, ốc Singapore 7 màu ạ, đỏ lửa vàng chanh luôn ạ. Những đường nét cắt tỉa, những hình con dấu là nhìn cực kỳ là có hồn rồi ạ. Và với đôi câu đối được khảm cảnh chim hoa này, này em cũng xin báo giá và giao lưu với tất cả các bác ạ. Giá là 35 triệu, này em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi ạ. Và tiếp theo ạ, là sang bên đây, này em có một bức tranh đồng quê ạ. Với bức tranh đồng quê có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Và đầu tiên em cũng đo thông số cho các bác nắm về kích thước ạ. Với tổng chiều dài, chiều ngang đấy ạ, em đo là 147 cm. Và chiều cao là 61 cm ạ. Em đến gần để em quay chi tiết hơn cho các bác. Với bức tranh đồng quê có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Đây các bác xem. Với bức tranh đồng quê được khảm ốc xà cừ, ốc 7 màu, phối màu ạ. Nhìn rất là đẹp luôn ạ. Với lòng ván bên trong đây là lòng ván liền. Đây các bác xem những đường nét cắt tỉa. Nhìn rất là tơ tóc và sắc nét ạ. Các bác xem. Ốc xà cừ rất là đẹp nha các bác. Đây các bác xem ạ. Em đang quay chi tiết hơn ạ để các bác có thể ngắm kỹ hơn về bức tranh đồng quê này ạ. Bức tranh đồng quê này chiều dài là 147 cm ạ, cao là 61 cm. Chất gỗ hàng em veo đẹp cho các bác ạ, vân gỗ rất là đẹp luôn ạ. Đây các bác xem. Sang bên đây ạ, những em bé trăn trâu thổi sáo ạ, bên đây là những bác tiều phu đi gánh củi ạ, cũng được cắt tỉa ạ, nhìn rất là có hồn luôn ạ. Và ra đến ngoài khung ạ, với ngoài khung đây là những đường ô van, những đường dây neo liên chi là được chạy kín mặt khung luôn ạ. Và bên trên đây là nhờ được khảm tứ quý bốn mùa, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông ạ. Ngoài khung được khảm rất đẹp nha các bác. Ngoài khung được khảm những đường dây neo liên chi, những đường ô van và xen kẽ vào đó là cảnh tứ quý bốn mùa, tứ quốc trúc mai, ý nghĩa của bốn mùa xuân hạ thu đông.
Một bức tranh đồng quê ạ, mà rất là nhiều ý nghĩa và nhìn rất là đẹp nha các bác. Đằng sau cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em cũng đã gia cố móc ạ. Các bác về chỉ việc treo lên và với bức tranh đồng quê này là em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác ạ. Giá là 10 triệu, này em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và tiếp theo ạ, là bên đây này em có một tấm chiếc tranh đĩa ạ. Với chiếc đĩa này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam. Đầu tiên em cũng đo thông số cho các bác ạ. Với chiều ngang, đường kính là em đo là 36cm ạ. Em xin đến gần để em quay chi tiết cho các bác với chiếc đĩa. Có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam và được khảm trên nền gỗ chắc. Những phần trắng hồng ở đây đó là ngà, thân là thân gỗ xưa. Kết hợp với đó ạ là ốc xà cừ ạ. Những nguyên liệu là cực kỳ là quý hiếm rồi ạ. Tạo ra một chiếc đĩa khảm một đôi phu thê viên mãn ạ. Nói về ý nghĩa và tình nghĩa vợ chồng. Và xem những đường nét cắt tỉa, nhìn rất là tơ tóc và sắc nét ạ. Là đến ngoài khung cái chất gỗ đỏ đen thì rất là quý hiếm nha các bác. Ở đây mà sau ạ, cái đồng ván bên trong là đồng ván liền ạ. Chất gỗ rất là dày dặn và chắc chắn. Rồi với chiếc đĩa gỗ chắc khảm cảnh cả một đôi phu thê viên mãn này thì em cũng xin báo giá giao lưu với các bác, giá là 4 triệu thì em bao miễn phí ship cho các bác rồi ạ. Và sản phẩm cuối cùng mà trong video clip ngày hôm nay mà em muốn giới thiệu đó là một chiếc bàn bán nguyệt ạ. Với chiếc bàn bán nguyệt này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Và đầu tiên là em cũng đo thông số cho các bác nắm về kích thước ạ. Với chiếc bàn bán nguyệt này em đo có tổng chiều dài phần to nhất ở đây ạ, em đo là 175cm. Chiều sâu ạ, em đo là 57,5cm ạ. Và cao từ mặt đất lên đến mặt bàn em đo là 74cm. Em đến gần em quay chi tiết ạ. Với chiếc bàn bán nguyệt có chất liệu là gỗ vụ mật. Và chính giữa đây ạ, được chạm bông hoa. Bên cạnh đây là những cây nho nha các bác. Những cây nho, những chùm nho hàng được chạm ạ. Với phần chân ạ, với phần hông chân ở trên đây, phần ngang ở đây này em đo là khoảng 12cm, cực kỳ là dày dặn và chắc chắn rồi ạ. Với phần chân đều được đục chạm, hàng đục chạm rất là cầu kỳ và thủ công, gồm có 4 trụ chân cực kỳ là dày dặn và chắc chắn ạ. Được xem những đường nét đục chạm rất là cầu kỳ và thủ công luôn ạ. Được xem những trên đây ạ, những liềm đây được phụ họa những bông hoa được khảm ốc xà cừ ạ. Tạo nên một nét đẹp rất là, nhìn rất là đẹp luôn. Đây các bạn xem, đây là bên hông này các bạn xem, hàng đục chạm cực kỳ là cầu kỳ và thủ công luôn ạ. Về chất gỗ thì không có điểm chê ạ, rất là dày dặn và chắc chắn. Và nên đến mặt ạ, với nòng ván bên trong đây là nòng ván liền nha các bác, được khảm những cành hồng ạ, khảm cảnh chim hoa, ốc xà cừ, ốc bảy màu, phối màu cũng rất là đẹp ạ. Và các bác có nhu cầu giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em thì với tất cả các sản phẩm ạ. À, trước khi giao đến tận nơi các bác thì cơ sở em sẽ lau chùi và làm bóng sạch sẽ ạ. Các bác yên tâm về chất lượng và cũng như là tiền cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em cũng miễn phí ship tất cả cho tất cả các bác ạ. Và với chiếc bàn bán nguyệt này thì em cũng xin báo giá và giao lưu ạ. Giá là 20 triệu thì em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Các bác xem video mà chưa ký và nghe chưa đó cũng có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại cũng là số Zalo của em ạ, là 0944058115 để em có thể gặp chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác ạ. Và các bác ở gần cũng có thể xuống cơ sở em dưới Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định để có thể xem chi tiết hơn về tất cả các sản phẩm và giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em. Em cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo.